Sau nhiều tháng nằm trong vùng do Nga kiểm soát, cư dân hai thị trấn ở Donetsk nay đang có chút hy vọng tình hình sẽ ổn hơn sau khi quân đội Ukraine đã đến. Ở Sviatohis, bà Evdokia kể lại những khó khăn khi sống sót giữa các trận tấn công suốt những tháng qua. Bà nói, điều quan trọng nhất là không bị pháo kích nữa. Chúng tôi mệt mỏi quá rồi, nổ cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi chẳng còn sức lực nữa. Bà Evdokia cho biết nhiều người đã đi sơ tán, nhưng vẫn có những người phải ở lại vì không có tiền hoặc không có họ hàng thân thích ở những nơi khác. Và đây là đất của chúng tôi. Đây là quê hương tổ tiên của chúng tôi. Một đoạn video được quay trong hai ngày 9 và 10 tháng 10 tại Sviatohis và Yarova thuộc vùng Donetsk cho thấy mức độ tàn phá của các thị trấn này. Trần nhà chẳng còn lại gì cả. Chúng tôi phải nâng các thanh xà để mái nhà không sập xuống, rồi lấy đi những thứ còn sót lại. Bà Margarita Ivanovna, 84 tuổi, sống ở Yarova thì cho biết, chúng tôi không có điện. Không có điện thì cũng chẳng có kết nối thông tin liên lạc. Tôi muốn nói chuyện với những người thân của tôi, với những người thân thiết của tôi, với những người đã rời bỏ ngôi làng này và cũng đang gặp nạn ở đâu đó, để nghe tiếng nói của họ. Các lực lượng Ukraine đã giành lại hàng nghìn km vuông lãnh thổ kể từ khi mở chiến dịch phản công hồi đầu tháng 9. Hàng nghìn quân Nga đã phải rút lui sau khi quân Ukraine tràn qua chiến tuyến ở miền Đông Bắc và miền Nam. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.